Nam Phong bị rách quần nè, coi xấu hổ, giám đốc sáng tạo mà bị rách quần. Coi trên đời này quá. Đang ba xin đi, nó kêu. Nam Phong bị rách quần. Quay không kiềm chế được cảm xúc thì mình đã quăng cái túi Louis Vuitton của mình xuống bàn. Từ lúc nãy giờ mình đã đi tìm, cố gắng đi tìm, nhưng mà mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh Phước cứu em. Chờ.